Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình nói về chữ hiếu nhân mùa lễ Vu Lan đến với chúng ta. Và quý vị đang theo dõi câu chuyện của Hương Thơ với bác Nguyễn Đức Huy, năm nay 90 tuổi, nói về quan niệm chữ hiếu xưa và nay qua kinh nghiệm và cuộc đời của bác đối với cha già và với những đứa con sau này của bác. Thưa bác, chúng ta xin được trở lại với câu chuyện của bác. Khi mà bác qua Mỹ là lúc đó bác đã 60 tuổi rồi. Với hai bàn tay trắng thì bác, con được biết là bác có 9 đứa con và bây giờ là cũng là dược sĩ, họa sĩ, kỹ sư và còn là một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ, xuất thân từ trường West Point nữa. Thì bác có thể kể lại là khi mà bác qua Mỹ thì bác đã bắt đầu cuộc sống mới, hội nhập như thế nào thưa bác? Thì khi tôi vừa đặt chân qua Mỹ, qua nước Mỹ này, tôi trước nhất là tôi phải tìm cách đủ mọi phương tiện để mà tôi học cho thành công. Vì tôi lúc đầu tiên tôi qua bên này thì tôi học trường, nhớ là tôi học trường về để mà trao dồi lịch sinh ngữ tại trường ở tại Santa Ana trong 36 tuần lễ. Trong thời gian học đó thì bà hiệu trưởng phê tôi là tất cả đều được E, cả 3A. Đúng rồi, bà tiếng Anh bà đồng có một số vốn tiếng Anh dồi dào. Khi ở Việt Nam tôi học Hồng Vĩ Đăng tôi đã biết một số vốn về tiếng Anh, tiếng Pháp rồi. Dạ vâng. Thì tôi được 3A, thì bà đã giới thiệu vô, tôi có thể vô hẳn trường Golden College. Golden West. Golden West College. Yes, thì đấy thì tôi, trong thời gian tôi học về cái bài trao dồi sinh ngữ thì tôi học buổi sáng, buổi chiều tôi xin làm việc part time ở tại viện dưỡng lão, là vừa mà đi làm vừa đi tôi học. tôi đi đến trường học và tôi đến chỗ viện dưỡng lão bằng xe đạp. Lúc đó chưa có tiền mua xe hơi không? Không có xe đạp và xe đạp. Vâng. Tôi chỉ có mà tôi làm buổi sáng thì đi học, buổi chiều thì làm part time full time hết rồi bác. Làm, vừa đi học full time vừa đi làm full time luôn. Còn buổi chiều thì làm ở tại viện dưỡng lão. Dạ vâng. Chắc là khó khăn. Bởi vì đến người ta yếu và đồng thời nữa mấy người họ to lớn, tôi thì nhỏ con mà tôi yếu. Có một lần tôi lúc mà tôi đến để thay cái giường. Tôi làm cái người bệnh nhân té. Bởi vì mạnh quá tôi yếu. May phước quá mà không bị hết cả. Lúc bây giờ là đánh y tá đấy liền, y tá trưởng của đó đấy liền, không có gì mà thấy cũng không có gì, mình nó không sao. Và bắt làm ở đó cho đến mà không mà dạ, nếu mà không mà tôi mà bị mà có chuyện gì là một bên là 100% tôi bị sai liền mà không khỏi. Dạ. Sau đó là bác lúc nào bác đưa vào là làm ở bệnh viện Fairview ạ. Giờ sau đấy thì tôi sau khi tôi không làm việc ở part time nữa thì lúc tôi vô học trường Goddard College, tôi vừa đi học Goddard College tôi vừa đi học mà tôi vừa làm việc ở Brazil luôn. Bởi vì lúc bây giờ tôi biết tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì tôi học Hồng Vĩ Đăng tôi biết tiếng Pháp. Tôi làm part time ở trường và buổi chiều tôi học buổi sáng tôi học đó và đồng thời nữa tôi đi học luôn về cái trường xe tâm cán sự phân tâm học, đó là xe kế toán technician. Sau khi học mà đậu rồi á, dạ vâng. Tức là tôi làm tại đúng, tiếp tục làm tại trường Goddard College part time, buổi chiều tôi làm full time tại bệnh viện Fairview trong thời gian là 13 năm rưỡi. Vâng. Đến 75 tuổi bác mới về hưu. Và thưa bác nói như vậy được, cháu thấy con người bác rất là năng động và lúc nào cũng siêng năng làm việc cần cù, nhẫn nại, không ngại khó nhọc. Còn vấn đề là một người cha của những đứa con mà thì bác dạy dỗ con cái như thế nào, có giống như người cha của bác dạy bác không ạ? Tôi qua Mỹ này tôi được học được Mỹ là không bao giờ đánh con gái. Yeah. Bởi vì đánh con cái là bị bắt liền. Do đó tôi thay vào mà đánh đập tôi không có, mà tôi dạy dỗ, tôi khuyên răn nó và tôi cầu xin Chúa mà ơn cho nó sửa đổi tính tình thế nào cho được đẹp lòng Chúa. Dạ vâng. Vậy khi mà bác nuôi con như vậy thì bác có dạy dỗ cái chữ hiếu cho các con hiểu chữ hiếu theo quan điểm của Á Châu, Á Đông của mình, nhất là người Việt Nam mình như thế nào ạ? Tôi mấy đứa con tôi được ơn Chúa là bởi vì nó qua đây nó không có vô phép với tôi. Dạ vâng.
nó đến ví dụ những lễ thì lập thì nó cũng vòng tay đàng hoàng và rất là rất nghe lời tôi, phải im lặng và làm thế nào cho mình kính khi mà khi làm lễ tại trong nhà tôi đấy, thì đứa nào cũng vòng tay đàng hoàng hay cả, chứ không có làm mà ví dụ để tay sau lưng của nó. Là bác rất là nghiêm túc trong vấn đề cử chỉ lễ phép và giáo dục con, không có nghiêm khắc bằng cách roi vọt, nhưng mà bác nói là các con đều nghe bác. Vâng, thế có lời nhẹ nhàng của bác. Và cháu được biết là dù là 90 tuổi, bác là người rất là năng động. Thưa quý vị, bác vẫn còn khỏe mạnh, vẫn lái xe đạp, vẫn đi tập tài chi nè, là đi câu cá. Bác còn là hướng đạo trưởng nên có biệt danh là Sáu Yêu Đời. Vâng. Tại sao là Sáu Yêu Đời? Tại bác lúc nào cũng yêu đời hả bác? Dạ, thích yêu đời lắm. Bởi tôi bây giờ xin lỗi tôi là cái tên, tôi tên là La Vie Belle. Là La Vie Belle, nghĩa đời là tươi lắm. Đời là beautiful life, phải không ạ? Đời là tươi đẹp, cuộc đời là tươi đẹp. Thưa bác, vậy bác có thể chia sẻ những cái bí quyết làm sao mà bác được sống vui, sống khỏe, sống mạnh mẽ như vậy? Cái này bí quyết thì vấn đề mình sống, mình thực hiện là mình nếu trường hợp mà mình cố gắng mà thực hiện lời Chúa, mến Chúa và yêu người. Bởi mình mến Chúa mà không yêu người thì rất là mình nó láo với Chúa. Thì vậy là tôi đối với tất cả bà con họ hàng với anh em bạn bè tôi rất là vui tính. Và nhiều khi cái gì mà là mắc lầm chứ, tôi tha thứ hay là mắc lầm tôi tha thứ. Tha thứ, có một lần tôi bị người khác đánh tôi, mà tôi còn xin được mẹ cho con tha thứ, rồi tôi vui vẻ thôi, tôi bắt tay người ta. Vâng, cháu có nghe bác kể là bác vô tình đụng phải một con chó của một người chủ nhân khác. Đúng. Rồi nó muốn cắn bác thì bác đúng. Tự vệ, một phản ứng tự nhiên là mình đẩy nó ra thôi. Đúng vậy. Thì người chủ đọc vào bác, đọc vào mặt bác và bác cũng tha thứ luôn. Vậy lúc mà khi mà tôi mới ở Mỹ qua thì tôi tập thể dục so xung quanh cái square park ở chỗ mình bà chị rủ của tôi đó. Thì có một lần buổi tôi tập buổi sáng thì tôi vừa tập xong thì có một con chó nó chạy tên nó cắn này, phải xây được tôi đá con chó. Thì cái người Mỹ đó cái ấy đánh tôi chỗ này, tôi quậy xuống tiếp đánh nữa. Thì lúc tôi bị bất định đánh rồi thì có mấy đứa nhỏ mà người Mỹ đó nó chạy theo, nó cắn thì không được đánh nữa. Thì lúc đó đứng dậy. Đúng vậy, tôi bực lắm, nhưng mà tôi thấy bây giờ ông đánh tôi, ông này lấy cô đạo mà xuống đánh mình. Mà trước đó trong ngày chủ nhật bữa đó tôi có đến để nhà thờ thì Chúa thì dạng phải tha thứ cho nhau, là tát má bên phải làm đưa má trái cho ta đánh chuyện, tiếp tao nghĩ đến chuyện tha thứ. Thì lúc bây giờ tôi nghĩ đến chuyện tha thứ, tôi xin Chúa còn tha thứ người ta bữa đánh đau quá mà thì thôi. Rồi tôi cũng nói ông ta bây giờ vậy ông đi theo với tôi về với nhà tôi gần bên đây. Cách này đồ không móng mấy trăm thước để xin lỗi tôi trước mặt cha mẹ tôi, chúc mừng vợ tôi và đi con tôi, đi con đồng quốc đấy, thì đứa con trai đầu thì mà khi mà đến đầu nó lấy con chó đưa cho bà vợ về nhà, còn tôi với tôi thì đến nhà tôi, đến nhà xin lỗi gần cũng không gần không xa lắm, thì đến rồi xuống sâu từ mà chưa đến nhà tôi vô tôi nói với đứa con trai trưởng rồi nè, cái người nào họ đánh họ xin lỗi bà mà mới làm phiền bà cho ba tôi không nói đánh tôi làm phiền đó. Sợ nó đến nó xin lỗi rồi thì con tôi cũng vừa mát ông tay ta, ông về. Ta vui vẻ xin lỗi bác. Tôi về nhà tôi về sáng hôm sau tôi đi họp Legion Marie. Tôi mới trình bà đó, có một bà nói anh này ngu thế, ngu. Mà nhiều khi ở đời mình khi mình thực hiện lời Chúa mình phải chịu ngu để mà đẹp lòng Chúa mà thấy tâm hồn được an tâm. Vậy là cái bí quyết của bác trong cuộc sống là ngoài cái vấn đề lo lắng chăm sóc cái bản thân của mình bằng cách tập thể dục, đừng có lười biếng, đúng không ạ? Và cái thứ hai là vấn đề đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, lúc nào cũng lạc quan, đúng, mến Chúa yêu người, đúng. Vâng, thưa bác, cháu cũng được biết bây giờ bác đang ở một căn nhà cũng khá rộng lớn với bác gái có hai người thôi, nhưng mà các con đều như là những con chim đã đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ ấm của gia đình, nhưng mà vẫn có những người con tới thường xuyên chăm sóc bác mỗi ngày như vậy. Vậy bác có mong đợi gì cho sự trả hiếu của các con của bác? Tôi mong đợi, tôi nói thật, tôi thấy đằng sau nó, tôi mong mấy đứa con tôi chỉ thực hiện lời Chúa thôi, là mấy chữ người được ti tôi như vậy, thì tôi thấy mấy đứa con thực hiện điều đó tôi rất an tâm. Thì tôi không có vấn đề mà cho mấy đứa con tôi cho tiền tôi là sao, tôi cần thiết cái đó, cái đó bằng chính, làm sao có tình thương yêu nhau trong gia đình, thông cảm và yêu thương nhau, cái vấn đề chính đó. Đó là niềm hạnh phúc của tôi, đó là cái sự mà bác muốn chắc các con trả hiếu cho bác. Đúng, đúng. Làm cho bác hạnh phúc. Thưa bác, cháu có nghe cái câu mà trẻ thì cậy già mà già thì trẻ thì cậy cha,
già thì cậy con. Thì quan niệm cái truyền thống Việt Nam, nhất là người Việt Nam chúng ta, là cha mẹ già yếu mà đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, đó là điều bất hiếu, phải không ạ? Đi ngược lại cái truyền thống của mình. Nhưng mà những lúc mà cha mẹ mà yếu bệnh, mà con cái phải đi làm, không có đủ khả năng chăm sóc sức khỏe như là bác sĩ hay điều dưỡng hay là y tá trong viện dưỡng lão, thì một lúc nào đó bác có nghĩ là sức khỏe bác cũng như là yếu kém hơn lúc này, thì con cái không có đủ sức chăm sóc bác thì đưa bác vào viện dưỡng lão, thì bác có buồn không? Tôi luôn luôn cầu nguyện với Đức Mẹ ở đây là tôi lại mẹ Maria cho con luôn luôn ở trong nhà, không đến viện, là dù có đấy mấy ở với nhà chứ tôi tuyệt đối không thích về, mà tôi đến nước ở tại bác đã từng làm luôn, ở đó rồi hả bác, đến lúc mà thở hơi cuối cùng chứ đừng đến viện dưỡng lão, tại vì bác đã từng làm ở đó rồi. Sao? Tại vì bác đã từng làm ở viện dưỡng lão rồi đó, nên bác thấy cái đời sống nó quá buồn buồn bã, buồn lắm. Nhưng mà mình đừng có làm buồn phiền con cái, bởi vì nếu mà tôi vừa nào có con cái vào thăm tôi cầu xin Đức Mẹ cho tôi chết tại nhà, tại ngôi nhà này, tại gần với Đức Mẹ này, thì phải ru. Thưa bác, vậy là người ta thường nói là ở Mỹ là thiên đường của giới trẻ mà là địa ngục của tuổi già. Một lát nữa đây, sau vài thông tin thương mại ngắn thì chúng ta sẽ trở lại để nghe bác nói về cái quan niệm và những chia sẻ của bác đối với những quý vị cao niên ở Hoa Kỳ nhé bác nhé. Vâng, thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục theo dõi vì sau vài thông tin thương mại ngắn gọn, bác Nguyễn Đức Huy, đáng lẽ Hương Thơ xưng cụ mà tại bác trẻ trung yêu đời quá nên Hương Thơ muốn gọi bác là bác. 90 tuổi với Hương Thơ và chương trình Chữ Hiếu xưa và nay sẽ trở lại, xin quý vị tiếp tục theo dõi.